Jennifer Phạm và Hà Tăng, U40 vẫn xinh đẹp, sinh nhiều con và được chồng đại gia yêu chiều. Jennifer Phạm hạnh phúc bên chồng hai. Jennifer Phạm sinh năm 1985. Từng tham gia hàng loạt các cuộc thi nhan sắc, tên tuổi của Jennifer Phạm được chú ý nhiều hơn khi cô đăng quang Hoa hậu châu Á tại Mỹ năm 2006. Cô bất ngờ kết hôn và sinh con đầu lòng cho ca sĩ Quang Dũng vào năm 2007. Song trải qua 2 năm chung sống, cặp đôi đường ai nấy đi. Năm 2012, cô tái hôn với doanh nhân Đức Hải. Trải qua gần một thập kỷ gắn bó, Jennifer Phạm đã sinh cho chồng hai cô con gái và một cậu con trai. Tăng Thanh Hà, hôn nhân ngọt ngào, kín tiếng. Tăng Thanh Hà sinh năm 1986. Cô sớm bén duyên với công việc diễn xuất và được mệnh danh là ngọc nữ màn ảnh Việt. Năm 2012, Tăng Thanh Hà lên xe hoa với doanh nhân Louis Nguyễn. Cuộc sống hôn nhân của Tăng Thanh Hà khá kín tiếng. Nhưng trong những dịp kỷ niệm của hai vợ chồng hay hội ngộ người thân, bạn bè, cô cùng ông xã cũng không giấu sự ngọt ngào dành cho nhau. Hiện tại Tăng Thanh Hà đã là bà mẹ ba con.